Cô xin chào các bạn học sinh lớp 2. Hôm nay chúng ta học chủ đề 2, đường đến trường em. Bài 3, cổng trường nhộn nhịp, tiết 2. Đồ dùng học tập của chúng ta ngày hôm nay là giấy A4, màu, gôm, bút chì và thước kẻ. Yêu cầu cần đạt của bài ngày hôm nay: các bạn biết nêu được cảm nhận của bản thân về các hoạt động trong tranh, cảm nhận được màu sắc và nhịp điệu trong tranh, biết cách đảm bảo an toàn trước cổng trường và sau giờ học. Chúng ta hãy cùng xem lại các hoạt động ở cổng trường trước và sau giờ học. Bài trước thì chúng ta cũng đã xem qua rồi, và bài hôm nay thì chúng ta xem lại nhé. Có rất nhiều hoạt động ở trước cổng trường, sau và sau khi tan trường hoặc là trước khi vào trường. Rồi, hôm chúng ta cũng cùng xem lại cách vẽ ha. Thì có các bước vẽ như sau. Chúng ta sẽ vẽ một số hình tròn to nhỏ tùy vị trí ở trên giấy. Vẽ to nhỏ tùy các bạn ha. Sau đó chúng ta sẽ dùng những cái hình tròn để chúng ta tưởng tượng và vẽ dáng người sao cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ vẽ thêm hình để thể hiện quang cảnh cổng trường, là vẽ thêm các cánh phụ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tô màu. Thì các bạn sắp xếp hình nét màu trong bài vẽ thì phải có nhịp điệu xa gần, và các nhịp điệu trên tranh được tạo từ cách sắp xếp các hình tròn, và hình vẽ thì cân đối sinh động, màu sắc tươi sáng và hài hòa. Chúng ta cùng xem các bức tranh ha. Một số bài vẽ của học sinh. Rồi. Như vậy thì hôm trước mình đã học bài được cổng trường nhộn nhịp, thì các bạn cũng đã có bài của mình, và từ đó thì các bạn hãy so sánh xem bài của các bạn đã đúng yêu cầu hay chưa, màu sắc đã đẹp hay chưa, tươi sáng không và đúng chủ đề hay không. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học giỏi, chăm ngoan.